Kiki và Mio ơi, chúng ta chưa biết nhiều về khủng long bạo chúa, chúng ta cần hoàn thành cuốn sổ tay minh họa. Chúng ta cùng đi quan sát các loài khủng long nhé. Sau khi tìm kiếm, chúng ta đã tìm thấy môi trường sống của khủng long bạo chúa. Đội cứu hộ gấu trúc nhỏ, hãy khởi hành ngay. Wow, chúng ta đã tìm thấy rất nhiều loài khủng long. Hãy xem này, hãy chụp một bức ảnh khủng long bạo chúa. Chính xác, con khủng long với thân hình khổng lồ và hàm răng sắc nhọn chính là khủng long bạo chúa. Một phần cơ thể của khủng long bạo chúa trông nhỏ bé, nó nằm ở đâu? Đúng rồi, chi chức của khủng long bạo chúa rất nhỏ. Chúng trông giống như chi chức của một con khủng long con. Cánh tay của khủng long bạo chúa quá nhỏ. Chúng có thể được sử dụng để làm gì? Làm đẹp, để hỗ trợ cơ thể, tấn công. Không đúng, hãy cùng nhìn lại nhé. Không đúng, hãy cùng nhìn lại nhé. Đúng rồi, khi khủng long bạo chúa tỉnh dậy, nó sẽ dùng cánh tay để đỡ cơ thể đứng dậy. Wow, khủng long bạo chúa lớn như vậy, làm sao một cánh tay nhỏ như vậy có thể nâng đỡ cơ thể của khủng long bạo chúa? Vâng, mặc dù chi chức của khủng long bạo chúa nhỏ nhưng chúng rất khỏe. Chúng có thể dễ dàng nâng 200 kg. Hãy làm một thí nghiệm. Cành cây. Tạ đòn. Gấu đen trưởng thành. Voi trưởng thành. Ha ha, con voi quá nặng, ngay cả khủng long bạo chúa cũng không thể nhấc nổi. Cánh tay nhỏ của khủng long bạo chúa thật mạnh mẽ. Vâng, đây là khủng long bạo chúa lớn. Móng vuốt nhỏ nhưng mạnh mẽ. Nhìn kìa, trông có vẻ như khủng long bạo chúa đang tìm kiếm thức ăn. Có vẻ như gần đây không có thức ăn nào, mình nên tìm ở đâu? Hãy xem nó tìm thế nào. Wow, thật tuyệt vời, có thức ăn ở đằng xa kìa. Việt Nam giữa đông đá, làm cách nào mà con khủng long bạo chúa lại tìm thấy nó ở xa như vậy? Nó có thị quan nhạy bén, nó có khứu giác tốt, đồ ăn được đặt trước ở đó. Đúng rồi, khứu giác của khủng long bạo chúa tốt hơn mũi của chó nữa. Hãy thử nghiệm nhé. Tìm thằn lằn săn mồi tốc độ, ẩn mình trong cỏ và mùi hương của nó. Thật tuyệt vời, chúng ta đã tìm thấy tất cả những con thằn lằn săn mồi tốc độ. Hãy cùng xem tại sao khủng long bạo chúa lại có chiếc mũi nhạy cảm đến vậy. Vâng, đây là khứu giác của khủng long bạo chúa. Đây là khứu giác của con người. Chà, khứu giác của con người thật nhỏ. Đây là khứu giác của loài chó. Khứu giác của chó lớn hơn khứu giác của con người. Giờ bạn đã biết tại sao khủng long bạo chúa lại có một chiếc mũi nhạy cảm như vậy. Hiểu rồi, khứu giác càng lớn thì càng nhạy bén. Mũi nhạy cảm. Khủng long bạo chúa đang làm gì? Còn rất nhiều tảng đá lớn phía trước, chúng ta không thể vượt qua được. Răng của khủng long bạo chúa sắc đến nỗi nó có thể nghiền nát một viên đá lớn như vậy. Khủng long bạo chúa tấn công như thế nào? Cắn bằng răng, bắn tia laser, tấn công bằng chân. Đúng vậy, khủng long bạo chúa thường tấn công bằng những chiếc răng có hình dạng giống quả chuối và có lực cắn mạnh nhất so với bất kỳ loài động vật nào trên cạn. Lực cắn có nghĩa là lực tạo ra khi miệng cắn xuống. Hãy cùng xem cú cắn của khủng long bạo chúa khủng khiếp như thế nào nhé. Thịt, xương, thân cây, tảng đá,
chiếc ô tô nhỏ. Wow, lực cắn của khủng long bạo chúa thật tuyệt vời. Nó thậm chí có thể dễ dàng nghiền nát một chiếc xe nhỏ. Lực cắn mạnh. Được rồi, quá trình quan sát khủng long bạo chúa đã hoàn tất. Hãy quay lại chỗ Rudolph và báo cáo. Thêm các tính năng đã ghi lại vào sổ tay minh họa. Chi trước của khủng long bạo chúa rất ngắn. Khủng long bạo chúa có hàm răng sắc nhọn và có thể nghiền nát một chiếc ô tô nhỏ. Khủng long bạo chúa có khứu giác tốt hơn chó con. Tuyệt vời, cuốn sổ tay minh họa đã hoàn thành. Khủng long bạo chúa. Đây là thiên đường khủng long trên hành tinh này. Những chú khủng long được hồi sinh có thể sống hạnh phúc ở đây. Khủng long bạo chúa bị bẩn rồi, hãy giúp làm sạch nó. Năng lượng của đá quý được thu thập, robot xây dựng, chúng mình hãy bắt đầu làm việc thôi. Hoàn hảo, công viên sau khi dọn dẹp nó trông thậm chí còn rộng hơn. Hãy quay trở lại và xem những loài khủng long nào khác cần giúp đỡ. Yeah, bây giờ chúng ta có thể chơi với khủng long.